Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Lần trước tôi đã chơi tên nửa Sting thật sự thất bại rất nhiều, và hôm nay tôi sẽ bù lại cho các bạn. Đó là tôi sẽ chơi tên nửa 7 up. Đây là tôi mới mua một chai thôi. Sợ 7 up ấy nó rất là ít ga, sợ nó không thể thành tên nửa đâu, nó không bay được lên. Vì vậy tôi mới mua một chai thôi. Nếu mà thành công ấy thì tôi sẽ mua thêm. Lần này là lần thứ hai chơi tên nửa nước ngọt rồi. Thật sự là tôi đã xem đi xem lại hàng tỷ lần những cái tên nửa Coca, tên nửa các thứ trên mạng để tôi học. Tôi sợ lại thất bại như tên nửa Sting. Vì vậy tôi đã xem rất là nhiều luôn, mắc nhiều những cái thằng, à không phải những cái thằng, những YouTuber khác làm. Bây giờ chắc tôi đủ lông đủ cánh, bây giờ tôi sẽ tự làm tên nửa của tôi. Tên nửa 7 up. Ok. Quả này là quả thử nghiệm, bây giờ tôi sẽ chiến luôn. Let's go. Không thành công thật sự rất là buồn, nhưng mà bây giờ tôi sẽ đi mua 10 chai nữa và tôi chơi tiếp. Kỳ bờ bay lên được rồi thôi. Yeah. Tôi đã mua thêm rất nhiều 7 up. 10 chai nhá các bạn nhá. Quyết tâm làm thành cái tên nửa 7 up mới được. Thành công rồi. Thật sự rất là vui. Tuy nó bắn hết vào mặt tôi nhưng mà cảm giác rất là vui các bạn. Thành công. Nó không đẹp cho lắm nhưng mà thật sự là lần đầu tiên nó thành công, cảm giác vui, vui dã man luôn. Làm tiếp. Tôi đã đổi địa điểm để cho đỡ đen hơn. Ra ngoài đồng chơi cho nó mát. 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 À nhầm, chơi lắng.
Thấy chưa? Thành công các bạn thấy chưa? Đổi địa điểm cái thành công ngay. Ngu người. Nên nửa thành công mỗi 2 quả, gần 20 chai mà thành công có 2 quả. Thôi tưới lúa cho lành, tưới hết lúa thôi, cho lúa nó tốt. Bịt ngu mà. Gần 20 chai 7 up, thành công có 2 lần. Ai đó cứu rỗi cuộc đời tôi đi, giúp tôi với. Thành công có 2 lần cay cú thật các bạn. Tôi nói thật rất là cay cú. Gần 20 chai 7 up này. Đấy các bạn làm video các bạn thật sự rất là mệt với cả tốn tiền tốn thời gian, nhưng mà thật sự tôi rất là vui vì các bạn là các bạn ủng hộ. Thật sự thành công rất là ít nên tôi xin lỗi các bạn nhé. Các bạn đã thất vọng vì tôi, vì tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ là đáng lẽ phải cho tầm 5-6 chai nó bay lên không trung thì có vẻ đẹp không, nhưng mà thật sự tôi không làm được. Tôi rất xin lỗi các bạn. Tôi sẽ cố gắng sau này bù các bạn vào video tên nửa coca nhé. Thật sự bây giờ tôi rất là buồn, không thành công rất là buồn các bạn. Xin lỗi các bạn lần nữa. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Xin chào. Ngu người.